Phương Thảo chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Anh lớp 2 dựa theo bộ sách Family and Friends trên trang web olm.vn. Tiếp tục với chủ đề gia đình. Is this your mom? Chúng ta sẽ học bài Phonics. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau học cách phát âm của ba chữ cái. N O P. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu cho các con chữ cái N. N được phát âm là N. N. Các con hãy cùng đọc theo cô nhé. N. 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 Bây giờ, chúng ta hãy cùng học cách viết chữ N in hoa và N in thường. Đầu tiên là chữ in hoa. Tiếp theo là chữ in thường. Bây giờ, các con hãy theo dõi và cho cô biết chữ cái N được nằm trong các từ nào nhé. Neck, neck. I'm Neil. This is my neck. N, n, neck, neck, neck. Nose, nose. I'm Nico. This is my nose. N, n. Nose, nose, nose. Hãy cùng cô ôn lại các từ có chứa chữ cái N mà chúng ta vừa được học ở trên nhé. Neck, neck, neck. Nose, nose, nose. Rất tuyệt vời! Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chữ cái O. O được phát âm là O. O. Các con hãy đọc to cùng cô. O. 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 Chữ cái O in hoa và O in thường sẽ được viết lần lượt như sau. Bây giờ, các con hãy tiếp tục quan sát và cho cô biết chữ cái O xuất hiện trong các từ nào nhé. Orange, orange. I'm Augie. This is my orange. Oh. Oh. Orange, orange, orange. Octopus, octopus. I'm Ollie. This is my octopus. Oh. Oh. Octopus. Octopus. Octopus.
Vừa rồi, các con đã được học hai từ có chứa chữ cái O. Hãy cùng cô ôn lại các từ này thôi nào. Orange. 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 Octopus. 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 Giỏi lắm. Trước khi tiếp tục, các con hãy thử sức với câu hỏi sau. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác. Chữ cái tiếp theo trong bài học ngày hôm nay là chữ cái P. P. Phát âm là P. P. Các con đọc lại theo cô nào. P. 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 Các con hãy quan sát cách viết chữ P. Đầu tiên là chữ in hoa. Và tiếp theo là chữ in thường. Đây là đồ vật rất quen thuộc với các con. Các con có biết trong tiếng Anh đồ vật này được gọi là gì không? Đúng rồi, đó chính là từ pen. Pen. She has a pen. 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 Tiếp theo, ở đây chúng ta thấy một khu rừng và có một con vật rất dễ thương. Các con hãy cùng cô theo dõi xem con vật này trong tiếng Anh sẽ phát âm như thế nào nhé. Panda. Panda. Pooh is a panda. P -p panda. 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 Các con hãy ôn tập lại hai từ vừa học cùng cô. Pen. 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 Panda. 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 Trong các từ chúng ta vừa được học, các con có nhớ khi cô muốn nói rằng đây là cái gì của tôi, cô đã sử dụng cấu trúc nào không? Rất giỏi, cô đã sử dụng cấu trúc This is mine cộng với tên đồ vật đó. Ví dụ, khi cô muốn nói đây là cổ của tôi, cô sẽ dùng cấu trúc bên trên như sau. This is my neck. Hay khi cô muốn nói đây là mũi của tôi, cô sẽ nói là This is my nose. Tương tự với hai từ còn lại. This is my orange. This is my octopus. Để nhớ lâu hơn, các con hãy giúp cô hoàn thiện các câu sau. This is my pen. This is my octopus. Rất tuyệt vời! Và bây giờ, cô và các con sẽ cùng chơi một trò chơi để giúp con tàu vũ trụ từ trái đất tránh các chướng ngại vật để bay đến mặt trăng bằng cách trả lời những câu hỏi như sau. Oh. Oh. Nose. Nose.
panda. Panda, panda. This is my neck. This is my neck. Như vậy là chúng ta đã giúp phi hành gia lái con tàu vũ trụ đến mặt trăng thành công. Cảm ơn tất cả các con. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau khi xem xong phần bài giảng, chúng mình hãy cùng làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo của olmu.vn.